Những điểm mới trong chương trình học tại HT Explore năm học 2024, năm học 2025 với mục tiêu liên tục cải tiến, đổi mới chương trình để mang lại trải nghiệm giáo dục chất lượng cho học sinh. Từ năm học 2024, năm học 2025, HT Explore đã phát triển hai chương trình đào tạo quốc tế và tiêu chuẩn. Chương trình học mới bao gồm Reading Story, đọc truyện cùng giáo viên, Conversation, các cuộc thảo luận giữa các học sinh, Presentation and Roleplay, thuyết trình và đóng vai, Creative Works, nội dung sáng tạo của học sinh và các câu hỏi nhằm kích thích tư duy đi sâu vào nội dung bài học của các em theo từng độ tuổi. Tăng cường nghe nói tiếng Anh ở trên lớp và tại nhà cùng giáo viên lên trên 80%. Chương trình học được xây dựng theo chương trình định hướng quốc tế với hai hệ: hệ học chính với giáo viên bản xứ, hệ tiêu chuẩn học chính với giáo viên chuyên Việt Nam. Định hướng tốt nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, học sinh quốc tế đạt IELTS từ 5.5 đến 6.5 và có cơ hội tham gia các kỳ thi để nhận chứng chỉ Cambridge. Học sinh tiêu chuẩn đạt điểm trên 9 môn tiếng Anh tại trên trường và các kỳ thi học kỳ. Học sinh có nhiều cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện với giáo viên, các khách mời nước ngoài và các học sinh, giáo viên quốc tế đến từ nhiều nước. Đội ngũ giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ sư phạm tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng như Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương. Chương trình giảng dạy luôn cập nhật, đổi mới để sáng tạo, tạo nên một môi trường học tập đầy truyền cảm hứng và đáp ứng kỳ vọng học tập ở mức độ cao. Đa dạng các buổi học ngoại khóa cuối tuần để phát triển các kỹ năng mềm, đội nhóm tạo tiền đề giúp các con thành công và hạnh phúc trong tương lai. Bên cạnh việc được trang bị nền tảng tiếng Anh vững chắc, các em học sinh tại HT sẽ được học tập với các thiết bị mới hiện đại, được đào tạo các kỹ năng của công dân toàn cầu và sẵn sàng tự tin hội nhập và vươn tầm quốc tế. Xin mời bố mẹ và các em hãy đến tham quan và trải nghiệm các chương trình học mới tại hai cơ sở. Cơ sở 1, HT Explore, tầng 2, số 80 Kẻ Vẽ Đông Ngạc. Cơ sở 2, HT Explore, số 51B Kẻ Vẽ Đông Ngạc.